Báo cáo giáo sư Nguyễn Văn Thành, chủ tọa đoàn và thưa các quý anh chị đồng nghiệp. Chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt trong ngày hôm nay để tham gia cái hội nghị khoa học thường niên của Hội Hô hấp Việt Nam. Và bài báo cáo của chúng tôi là tiếp cận chẩn đoán và điều trị tăng áp lực mạch máu phổi, cập nhật khuyến cáo năm 2022. Thế đây là một cái tình huống lâm sàng mà chúng tôi hay gặp ở bệnh phòng của Viện Tim Mạch, hàng xóm của trung tâm hô hấp tại Bệnh viện Bạch Mai. Tức là một bệnh nhân, đây trường hợp bệnh nhân 49 tuổi vào viện vì khó thở, là đầy đủ các cái triệu chứng của suy tim phải. Và trên siêu âm tim thì phát hiện là áp lực động mạch phổi gần 60 mmHg thủy ngân, thất phải giãn và nghi ngờ là có huyết khối ở trong động mạch phổi. Kết quả cho thấy, cho đi chụp MSCT thì bệnh nhân có huyết khối động mạch phổi ở cả hai nhánh lớn của động mạch phổi. Và cái diễn biến này không phải là một cái triệu chứng cấp tính của thuyên tắc phổi, mà nó đã có từ cách đây khoảng, cách cái thời điểm vào viện bệnh nhân khoảng gần một năm. Để chẩn đoán và điều trị tăng áp lực mạch máu phổi thì rất là may cho chúng tôi là năm 2022 tiếp nối cái khuyến cáo năm 2015 của Hội Tim Mạch Châu Âu, thì Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Hô hấp châu Âu năm 2022 đã đưa ra cái khuyến cáo mới nhất về chẩn đoán, sự tiếp cận chẩn đoán và xử trí tăng áp lực mạch máu phổi. Và vì vậy nên là chúng tôi, cái bài báo cáo của chúng tôi cũng tham khảo khá nhiều ở các cái khuyến cáo này. Thì trước hết là chúng ta phải xác định về vấn đề định nghĩa. Thứ nhất là gì? Tăng áp phổi không phải là tăng áp lực động mạch phổi. Tăng áp phổi là tăng áp lực mạch máu phổi. Đó, khi mà được chẩn đoán khi mà áp lực động mạch phổi trung bình trên 20 mmHg thủy ngân. Ngoài ra thì có tăng áp lực mạch máu phổi hay còn viết tắt gọi tắt là tăng áp phổi trước mao mạch, tăng áp phổi sau mao mạch đơn độc, tăng áp phổi phối hợp trước và sau mao mạch. Và tăng áp phổi liên quan đến đáng sức, đây là ba cái nhóm định, năm cái nhóm định nghĩa chính. Chúng ta thấy rằng để có xác định được là có sự phối hợp của trước mao mạch, hậu mao mạch hay là cả trước và sau mao mạch thì chúng ta, bệnh nhân của chúng ta phải được thông tin phải. Chúng ta phân biệt là tăng áp lực động mạch phổi chỉ là một phần nhỏ của tăng áp lực mạch máu phổi mà thôi. Tăng áp phổi khi mà áp lực động mạch phổi trung bình là trên 20 mmHg thủy ngân. Và vì vậy khi chúng ta phát hiện là bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi, tức là bệnh nhân gì ạ? Có nguy cơ là tăng áp phổi. Tuy nhiên tăng áp phổi ở nhóm nào thì chúng ta phải xác định chính xác. Còn tăng áp phục động mạch phổi như chúng ta thấy ở đây chỉ là một nhóm rất nhỏ. Và nó chỉ ra là gì ạ? Đây là cái nhóm tăng áp phổi trước mao mạch mà thôi. Bao gồm là gì? Áp lực động mạch phổi trung bình trên 20 mmHg thủy ngân, áp lực mao mạch phổi bít dưới 15 mmHg thủy ngân và sức cản mạch phổi trên 2 đơn vị út. Đó, chúng ta thấy là cái đặc điểm của tuần hoàn phổi thì chúng ta nhắc lại thôi. Nó có áp lực thấp so với áp lực của tuần hoàn hệ thống, đúng không ạ? Sức cản của nó cũng thấp. Nhưng trở kháng thì rất cao với hơn 3,8 triệu mao mạch. Về phân loại lâm sàng, đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì để tiếp cận chẩn đoán và điều trị tăng áp lực mạch máu phổi, chúng ta phải xếp được là bệnh nhân mà chẩn đoán tăng áp phổi đó là thuộc nhóm nào. Nhóm 1 đó là nhóm tăng áp lực động mạch phổi, bao gồm các bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi vô căn, di truyền liên quan đến thuốc và độc tố, hoặc là phối hợp với các cái bệnh lý mô liên kết hoặc là các cái vấn đề khác. Nhóm 2 là nhóm mà tăng áp lực mạch máu phổi liên quan đến bệnh lý của tim bên trái, bao gồm có suy tim, phân số thông máu rất trái bảo tồn hoặc là phân số thông máu rất trái giảm, bệnh van tim và một nhóm quan trọng tức là bệnh tim bẩm sinh. Nhóm 3 đấy là nhóm liên quan trực tiếp đến các bác sĩ chuyên ngành hô hấp, đó là tăng áp phổi do bệnh phổi và hoặc tình trạng thiếu oxy với các cái bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khí phế thủng, bệnh phổi hạn chế, bệnh phổi kẽ, vân vân, hội chứng giảm thông khí hoặc là thiếu oxy mà không liên quan đến bệnh phổi hoặc là các cái dị tật phổi khác. Nhóm 4 là nhóm mà tăng áp phổi do thuyên tắc động mạch phổi, là bao gồm là thuyên tắc động mạch, thuyên tắc huyết khối mạn tính động mạch phổi có thể gây tăng áp lực động mạch phổi hay chưa gây tăng áp lực động mạch phổi. Và cuối cùng là một cái nhóm mà chúng ta không xác định được nguyên nhân, hoặc là tăng áp lực động mạch phổi do phối hợp của nhiều cơ chế, gặp ở các bệnh nhân có các bệnh lý về máu, bệnh hệ thống, các cái rối loạn chuyển hóa hoặc là bệnh lý vi huyết khối. Thì đây là cái nhóm phân loại lâm sàng, năm cái nhóm phân loại lâm sàng hết sức quan trọng để chúng ta lưu ý khi chúng ta tiếp cận người bệnh.
Thế vậy thì đây chỉ là một cái sơ đồ để giúp cho các cái quý đồng nghiệp của chúng ta hình dung được dễ hơn thôi. Đối với các cái phân nhóm, các cái nhóm của tăng áp lực phổi trước mao mạch như thế nào, sau mao mạch như thế nào, thì chúng ta thấy là nhóm 1 ấy, đây, nhóm 1 là tăng áp lực động mạch phổi, thì nhóm 1 là nhóm này. Và tương tự là nhóm 4, tức là gì ạ? Tăng áp lực mạch phổi do thuyên tắc huyết khối mạn tính của động mạch phổi. Thế còn nhóm 2 là nhóm mà tăng áp lực phổi do bệnh lý của tim bên trái. Nhóm 3 là nhóm do bệnh lý phổi. Và nhóm 5 là cái nhóm mà phối hợp đa yếu tố. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Vai trò rất là quan trọng của thông tin phải. Làm thế nào để chúng ta phát hiện được là bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi, tức là triệu chứng gợi ý của tăng áp phổi, thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Dựa vào lâm sàng, chúng ta dựa vào siêu âm tim. Nhưng làm thế nào để xác định được bệnh nhân thuộc nhóm nào và chúng ta sẽ quyết định các điều trị phương pháp, các cái phương pháp điều trị nào cho người bệnh, thì thông tin phải rất quan trọng để chúng ta đánh giá cái tình trạng là gì ạ? Có tăng áp phổi nặng hay là trung bình hay là nhẹ, dựa vào cái áp lực mao mạch phổi bít, sức cản phổi. Về dịch tễ học thì nhìn chung ấy, tăng áp lực động mạch phổi, tăng áp lực phổi và tăng áp lực động mạch phổi là tương đối hiếm gặp. Tăng áp lực động mạch phổi chỉ chiếm từ 10 đến 50% trường hợp cho mỗi triệu dân thôi, và cái tuổi trung bình được chẩn đoán trong các cái báo cáo lâm sàng là loanh quanh khoảng 40 đến 60 tuổi. Tăng áp lực động mạch phổi vô căn, tức là một cái nhóm nhỏ, thì rất thấp, từ 1 đến 2 trường hợp cho mỗi triệu dân. Tăng áp lực động mạch phổi liên quan HV 0,5%, tăng áp lực động mạch phổi bệnh nhân sơ cứng bì 7 đến 12%, tăng áp lực động mạch phổi ở bệnh nhân mà thuyên tắc phổi mãn tính là chiếm khoảng 1 đến 4% sau khi mà bị thuyên tắc phổi cấp tính. Một cái nghiên cứu Amadeo là nghiên cứu thuần tập dựa vào siêu âm tim để đánh giá cái tình trạng tăng áp lực mạch phổi, từ đó là xác định là bệnh nhân có các cái thuộc cái nhóm nguyên nhân nào. Nghiên cứu này được thực hiện tại một cái thị trấn Amadeo ở Tây Úc, thì chúng ta thấy ở đây có theo kết quả của nghiên cứu này thì chiếm nhiều nhất là nhóm mà tăng áp phổi liên quan đến bệnh lý tim bên trái, 67,9%. Ngoài ra thì có đến 15,4% là không xác định được rõ nguyên nhân. Liên quan đến bệnh phổi hay là rối loạn giấc ngủ chiếm khoảng 9,7%, và các cái nhóm nguyên nhân còn lại thì thấp hơn, từ 0,6 đến 2,7%. Và đặc biệt là cái nhóm mà thuyên tắc phổi, tăng áp lực mạch phổi mạn tính do huyết khối, tức là CTEP, lại chỉ 0,6% thôi. Thì đây là cái báo cáo từ cách đây độ khoảng hơn chục năm rồi, và cái tỷ lệ này theo các cái báo cáo lâm sàng nhiều gần đây thì nó cao hơn. Nghiên cứu REVEAL là một cái nghiên cứu sổ bộ lớn nhất, tập hợp số lượng gần 3.000 bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi, tăng áp lực phổi được thực hiện từ năm 2006 đến năm 2007. Và cái kết quả của nghiên cứu này thì chỉ ra là gì ạ? À, tăng áp lực tăng áp lực mạch máu phổi thuộc nhóm 1, tức là tăng áp lực động mạch phổi, thì trong cái nhóm này vô căn là chiếm 4,6%, phối hợp là 50,7%, trong đó gần một nửa là cái nhóm tăng áp lực phổi do bệnh lý của mô liên kết, bệnh hệ thống, tim bẩm sinh chiếm gần 20%, còn lại là các cái nhóm khác như là thuốc độc chất HIV hay là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Về mặt cơ chế bệnh sinh thì nó có cái ba cái cơ chế phối hợp mà chúng ta biết rồi. Trước hết là cái tình trạng gì ạ? Là cái tình trạng mất cân bằng giữa các cái yếu tố co mạch và giãn mạch liên quan đến ba cái hệ thống endothelin NO. Và từ đó thì nó gây ra các cái rối loạn về cấu trúc của mạch máu phổi, bao gồm là gì ạ? Tăng sinh nội mạc sơ hóa, tái cấu trúc trở thành mạch, phì đại lớp trung mạc, co thắt mạch máu và những cái tổn thương dạng lưới. Và từ đó cái hậu quả cuối cùng, cái hậu quả tức là cái đích đến cuối cùng đó chính là thất phải. Nó gây ra tình trạng gì ạ? Tăng áp lực thất phải, tái cấu trúc cơ tim, phì đại thất phải, giãn thất phải và suy chức năng thất phải. Do vậy, triệu chứng để chúng ta có thể phát hiện một bệnh nhân là nghi ngờ có tăng áp phổi là gì? Thì đây là hai cái báo cáo chúng ta nhìn thấy ở đây. Cái báo cáo sớm nhất, tức là báo cáo của Viện Sức khỏe, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từ những năm 80, thì cho thấy là các cái triệu chứng chính của bệnh nhân là như thế này, là khó thở, tức ngực, đúng không ạ? Ngất hoặc là gần ngất. Còn cái nghiên cứu lớn nhất, REVEAL, là trên 2.400, đây là các triệu chứng tổng hợp từ 2.493 bệnh nhân, thì các cái triệu chứng của bệnh nhân cũng là gần như là giống nhau. Và Hội Tim Mạch Châu Âu cũng như Hội Hô Hấp Châu Âu đã phân ra là các cái triệu chứng sớm giúp chúng ta cảnh giác để có thể nghi ngờ bệnh nhân có tăng áp phổi và một số các cái triệu chứng hiếm gặp hơn.
Các cái triệu chứng sớm đấy là gì? Khó thở khi gắng sức, chóng mệt, khó thở khi cúi người ra trước, hồi hộp, ho máu, chướng bụng, nôn khi gắng sức, thừa dịch, xỉu hay là ngất. Còn một số các triệu chứng hiếm gặp là do giãn động mạch phổi nó gây ra chèn ép về mặt cơ năng. Đó là gì? Đau ngực khi gắng sức, khàn tiếng, mất tiếng, thở ngắn hơi, khò khè, viêm đường hô hấp hay là xẹp phổi. Đấy là các cái triệu chứng để giúp chúng ta cảnh giác. Vậy thì các cái dấu hiệu như thế nào? Thế thì về các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân tăng áp phổi thì Tổ chức Y tế Thế giới chia ra làm 5 nhóm. Xin lỗi, chia ra làm 4 nhóm, từ 1 cho đến 4. Nó giống như là phân loại NIHA vậy. Và bệnh nhân của chúng ta được chia theo các cái cấp độ khác nhau, phụ thuộc vào cái khả năng gắng sức. Và cái mức độ khả năng gắng sức càng kém thì tiên lượng càng nặng. Đòi hỏi là chúng ta phải phát hiện sớm nhất có thể. Các cái dấu hiệu thực thể thì tựu chung lại, các cái dấu hiệu thực thể nó gồm các cái dấu hiệu liên quan đến tình trạng tăng áp phổi, ví dụ như là T2 mạnh, tách đôi, nhịp tim nhanh, và các cái dấu hiệu của suy tim phải. Ngoài ra thì có các cái dấu hiệu để gợi ý bệnh nguyên, tức là cái nguyên nhân mà gây ra các cái có thể gọi là liên quan đến tình trạng là nguyên nhân của tăng áp phổi. Thế vai trò của các thăm dò cận lâm sàng chúng ta làm gì? X quang tim phổi thì chúng ta thấy là có 3 cái đặc điểm mà chúng ta quan trọng, chúng ta cần phải tìm ở trên bệnh nhân mà nghi ngờ có tăng áp phổi. Tất nhiên là chúng ta còn phải tìm các lý do khác, ví dụ như là gì ạ? Bệnh nhân có bệnh phổi thì các cái hình ảnh X quang tim phổi chúng ta phải thấy rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà liên quan đến tăng áp phổi thì chúng ta biết rằng là có khoảng 80% bệnh nhân tăng áp phổi có những cái bất thường trên X quang tim phổi. Và những cái bất thường đấy là gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Rốn phổi thì đậm. Thứ hai là gì ạ? Nếu chúng ta cho bệnh nhân chụp phim nghiêng, tất nhiên là phim nghiêng bây giờ chúng ta ít dùng lắm, thì chúng ta thấy tình trạng là giãn thất phải. Và cái thứ ba là các cái trường phổi sáng. Tất nhiên là trừ trường hợp mà tăng áp phổi liên quan các bệnh lý tim bên trái, đúng không ạ? Đây là 3 cái dấu hiệu trên X quang tim phổi mà chúng ta thấy là thường gặp nhất. Đối với điện tâm đồ thì điện tâm đồ rất thú vị, bởi vì có đến 90% bệnh nhân tăng áp phổi là có bất thường trên điện tâm đồ. Vậy thì những cái bất thường trên điện tâm đồ chúng ta cần phải tìm là gì? Trục xu hướng phải hoặc là trục phải, hình ảnh P phế. Có thể bệnh nhân có block nhánh phải hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, tăng gánh thất phải và rối loạn tái cực ST ở các chuyển đạo trước tim bên phải. Đấy là cái hình ảnh chính. Các cái xét nghiệm máu thì một mặt là cho chúng ta đánh giá về cái mức độ, một mặt là do chúng ta gợi ý cái nguyên nhân có khả năng liên quan đến tình trạng tăng áp phổi của người bệnh. Đó là các cái xét nghiệm máu liên quan đến bệnh hệ thống, nếu như bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ. Xét nghiệm HIV, xem số lượng tiểu cầu, chức năng gan, chức năng tuyến giáp và có thể điện di sắc huyết sắc tố nếu như bệnh nhân được chỉ định. Ngoài các cái thăm dò hô hấp thì chúng tôi không dám múa rìu khóa mắt thợ, chúng tôi bỏ qua ở đây, bởi vì nếu như bệnh nhân nghi ngờ là tăng áp phổi liên quan bệnh phổi thì bệnh nhân phải thực hiện đầy đủ các cái test về hô hấp. Thì có một cái test rất là quan trọng là nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút là một cái nghiệm pháp hết sức đơn giản, rẻ tiền và đã được quy trình hóa tại Viện Tim Mạch, đã có cái protocol chuẩn cho người bệnh. Nó được tính bằng cái khoảng cách đo được mà bệnh nhân có thể đi được trên bề mặt cứng, và bệnh nhân được yêu cầu là đi càng lâu càng tốt trong vòng 6 phút, kể cả khi nghỉ thì chúng ta vẫn phải tính thời gian. Một cái thăm dò cũng khá là quan trọng, tuy nhiên là rất tiếc là chúng ta không thực hiện được ở ít nhất là ở trung tâm của chúng tôi là ở Bệnh viện Bạch Mai và Viện Tim Mạch Quốc gia, đó là xạ hình thông khí tưới máu phổi. Thì xạ hình thông khí tưới máu phổi nó giúp cho chúng ta phát hiện trong trường hợp nào, nếu chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có thuyên tắc của một phổi mãn tính do huyết khối mà xạ hình thông khí tưới máu phổi bình thường thì chúng ta có thể loại trừ. Nhưng nếu ở bệnh nhân mà nghi ngờ CTEP, tức là bệnh nhân thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính gây ra tăng áp lực mạch phổi, thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh khiếm khuyết về thông khí và tưới máu, tức là bất tương hợp về thông khí và tưới máu, nó khác. Đấy, bất tương hợp về thông khí và tưới máu nó khác với các cái nhóm bệnh nhân khác, như là nhóm bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi vô căn thì nó không có cái tình trạng này. Siêu âm tim hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó là cái dấu hiệu để gợi ý là chúng ta tìm xem bệnh nhân có áp lực động mạch phổi tăng không. Thế tuy nhiên chúng ta biết được rằng là gì ạ? Thất phải nó ở cái một vị trí giải phẫu hết sức là đặc biệt. Vì thế nên là chúng ta không dựa vào một cái thông số siêu âm tim để chúng ta có thể đánh giá chính xác được cái tình trạng là khẳng định là bệnh nhân có tăng áp phổi và bệnh nhân có suy chức năng thất phải, mà chúng ta phải phối hợp. Trong đó cái dấu hiệu gợi ý số 1 đó là gì? Chúng ta, các quý đồng nghiệp, chúng ta sẽ xem cái dòng chảy của hở ba lá
và cái vận tốc tối đa của dòng hở ba lá. Từ đó chúng ta chia ra, à, vận tốc tối đa dòng hở ba lá từ 2,9 trở lên. Đấy, 2,9 trở lên là bệnh nhân có nguy cơ là có tăng áp phổi ít nhất là trung bình. Và nếu như mà trên 3,5 thì bệnh nhân có nguy cơ cao là tăng áp phổi. Sau đó thì chúng ta đánh giá dựa vào các cái phân loại ban đầu, dựa vào cái vận tốc tối đa dòng hở ba lá mà chúng ta đánh giá bằng các cái dấu hiệu khác trên siêu âm tim và các cái thăm dò cận lâm sàng khác ngoài siêu âm tim để chúng ta đi đến chẩn đoán xác định. Thì đây là một loạt các cái dấu hiệu tăng áp phổi trên siêu âm tim mà các bác sĩ siêu âm tim sẽ phải sử dụng để đưa ra kết luận cho các quý anh chị đồng nghiệp, chúng tôi không đi sâu vào ở đây. Đây một số hình ảnh, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy ở đây, à, bệnh nhân giãn thất phải rất lớn, đè xẹp vách liên thất. Bạn vui lòng ấn slide giúp vì nó không chạy. Và một trường hợp chúng ta nhìn thấy ở đây một tăng áp lực động mạch phổi khủng khiếp khi mà cái vận tốc dòng hở ba lá lên đến trên 5 mét trên giây. À, hết pin. Xin lỗi các anh chị là hết pin. Thế chúng tôi phải dùng tay vậy. Vậy để tiếp cận bệnh nhân tăng áp lực phổi thì chúng ta tiếp cận như thế nào? Đối với bệnh nhân mà khó thở gắng sức không rõ nguyên nhân và hoặc có nghi ngờ tăng áp phổi thì các bác sĩ tại phòng khám đa khoa nói chung, chúng ta phải hỏi kỹ tiền sử bệnh sử, khám lâm sàng, làm điện tâm đồ, các cái xét nghiệm như là NT-proBNP hay BNP để chúng ta xem là bệnh nhân nghiêng về nhóm phổi hay nghiêng về nhóm tim. Nếu như chúng ta nghiêng về nhóm phổi thì chúng ta sẽ làm các cái thăm dò về chức năng phổi, đúng không ạ? Và trong các cái thăm dò chức năng phổi thì có một cái quan trọng, nếu chúng ta có nghi ngờ chúng ta phải làm chụp cắt lớp vi tính lồng ngực. Và nếu như chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì chúng ta không chỉ đánh giá về nhu mô phổi mà chúng ta phải xem mạch máu phổi có vấn đề gì không. Nếu như nguyên nhân mà không phải tăng áp phổi thì chúng ta điều trị nguyên nhân thôi. Còn nếu như nguyên nhân chúng ta không xác định là không liên quan, tức là gì ạ? Bệnh nhân mà gì ạ? Có cái bệnh phổi mà có tăng áp phổi thì chúng ta tiếp tục để tiến trình chẩn đoán tiếp. Còn nếu nhóm nguyên nhân có thể là bệnh tim hoặc chúng ta xác định là bệnh nhân có tăng áp phổi thì chúng ta làm các cái thăm dò tim như là siêu âm tim, nghiệm khắp tăng sức tim phổi, CPET ấy, để chúng ta đánh giá khả năng tăng áp phổi là thấp, tức là trên siêu âm tim thì chúng ta quay sang cái nhóm là nhóm nguyên nhân là không phải tăng áp phổi. Còn nếu như khả năng tăng áp phổi từ mức trung bình cao trở lên, tức là gì ạ? Cái vận tốc tối đa dòng hở ba lá trên 2,9 mét trên giây trở lên thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chuyển bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để chúng ta đánh giá tình trạng tăng áp phổi toàn diện và làm thêm các thăm dò có thể là các cái thăm dò chuyên sâu như là thông tim phải để chúng ta đi đến chẩn đoán nguyên nhân. Có một cái nhóm đặc biệt đó là gì? Đó là nếu như trong quá trình chúng ta khám bệnh mà chúng ta thấy bệnh nhân có các cái dấu hiệu nặng và cảnh báo, ví dụ như là các triệu chứng của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, khả năng gắng sức của bệnh nhân ở theo phân giải của Tổ chức Y tế Thế giới từ mức độ 3-4, hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng của ngất hoặc tiền ngất, bệnh nhân có suy tim phải rõ rệt, hoặc chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có CTEP thì chúng ta cũng chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để chúng ta làm chẩn đoán chuyên sâu luôn. Đây là cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch và Hội Châu Âu, Hô hấp Châu Âu liên quan đến chiến lược chẩn đoán tăng áp phổi. Chỉ là những cái nhắc lại về những phần mà chúng tôi đã trình bày ở đây. Thông tim phải sẽ được khuyến cáo để xác định chẩn đoán tăng áp phổi, đặc biệt là những bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi hoặc là CTEP để hỗ trợ các cái quyết định điều trị, và nó phải thực hiện ở các cái trung tâm có gì ạ, có kinh nghiệm. Thì đây là cái tiến triển của tăng áp phổi bệnh nhân qua giai đoạn còn bù, đang mất bù, tương ứng với cái thay đổi về giải phẫu bệnh ở trên động mạch phổi và đã mất bù. Và chúng ta thấy là sức cản phổi thì càng ngày càng tăng lên, đúng không ạ? Đấy, áp lực động mạch phổi tăng, nhưng sau đó khi bệnh nhân suy tim nặng thì nó có xu hướng giảm và cung lượng tim thì càng ngày càng giảm đi. Đó là cái tiến triển chung. Thì tiên lượng của bệnh nhân tăng áp phổi như thế nào, phải nói luôn là tiên lượng rất tồi. Cái nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy là cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sau 4,5 năm chỉ còn khoảng 3,8% thôi. Sau 1 năm đã chỉ còn khoảng 70% bệnh nhân sống sót thôi. Ở những bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi thì tiên lượng thậm chí còn xấu hơn là một số bệnh ung thư. Đấy, những bệnh nhân mà có phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp độ ở giai đoạn 4 ấy, thì cái tiên lượng còn xấu hơn cả ung thư trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến hay ung thư vú mà tiến triển.
Tuy nhiên cái tiên lượng này càng ngày càng trở lên tốt hơn với các cái tiến bộ trong điều trị, đặc biệt là trong những năm gần đây, từ trong khoảng 10 đến 12 năm gần đây, thì với các sự tiến bộ của các cái thuốc điều trị đích về mặt cơ chế đối với tăng áp lực của mạch phổi thì cái tiên lượng của bệnh nhân khá hơn rất là nhiều. Xin lỗi là không có cái con chỉ để chúng tôi có thể chỉ được cho các quý anh chị đồng nghiệp. Thế đích điều trị tăng áp lực mạch phổi thì chúng ta cũng dựa vào cái gì ạ? Cái cơ chế bệnh sinh, và đúng ra đích là có ba cái con đường: qua con đường endothelin, qua con đường NO và con đường prostacyclin. Các cái thuốc mà chúng ta được dùng thì chúng ta có các nhóm dẫn xuất của prostacyclin, mà điển hình ở đây là epoprostenol là cái thuốc duy nhất mà nó giúp cho cải thiện tương lượng sống của người bệnh tăng áp lực phổi, nhưng tất nhiên là không phải nó sẵn sàng ở các cái cơ sở, và ít nhất là gì ạ? Ở Việt Nam thì hiện tại chúng ta mới chỉ có Iloprost hay là Ilomedin thôi. Và cái dạng của cái thuốc dẫn xuất của prostacyclin này thì có thể là gì ạ? Đường truyền, đường hít tức là khí dung, hoặc là đường uống với teprostinil. Các thuốc chủ vận cụ thể prostacyclin là những cái nhóm thuốc mới được đưa ra trong vòng khoảng 5 năm gần đây, là đại diện là Selexipac, là thuốc đường uống. Thuốc đối kháng cụ thể endothelin thì có bosentan. Bosentan là thuốc mà chúng ta vẫn có các cái chỉ định cả các bác sĩ về gì ạ? Tim mạch, hô hấp, dị ứng, da liễu, thường hay dùng cho các bệnh nhân thuộc các cái nhóm khác nhau mà có tăng áp lực mạch phổi. Nhóm thuốc tiếp theo là nhóm ức chế phosphodiesterase tip 5 mà đại diện ở đây là sildenafil đấy. Và cuối cùng là nhóm thuốc mới là nhóm thuốc kích thích cyclic guanosilate, đại diện là riociguat đấy, là cái nhóm thuốc mà có khá nhiều các cái nghiên cứu cho thấy cái cải thiện về tiên lượng cho người bệnh tăng áp phổi. Thế vậy thì khi chúng ta điều trị bệnh nhân tăng áp phổi, mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là cải thiện về triệu chứng, cải thiện về tình trạng nguy cơ của người bệnh và cải thiện về huyết động tim phổi, hạn chế cái tình trạng tiến triển đến suy tim phải, và đương nhiên là chúng ta sẽ góp phần làm giảm tử vong và cho người bệnh, đúng không ạ? Đây là cái lịch sử của các cái thuốc đích điều trị tăng áp lực mạch phổi. Chúng tôi xin phép đi rất nhanh bởi vì trong cái phần điều trị thì từng nhóm một lại có các cái nhóm điều trị đặc biệt khác nhau. Với cái thuốc tăng áp lực với cái nhóm một là nhóm tăng áp lực động mạch phổi thì điều trị ở đây, điều trị chính là điều trị đích để hạ áp lực động mạch phổi. Đây là các cái bước tiếp cận. Và trong cái nhóm bệnh nhân thuộc nhóm 1 có tăng áp lực mạch phổi thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của người bệnh. Chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của người bệnh. Các cái biện pháp chung thì chúng ta sẽ sử dụng các cái biện pháp như là hạn chế gắng sức, sử dụng lợi tiểu vân vân, bù sắt nếu như bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt vân vân. Điều trị suy tim phải vân vân. Thế còn với những bệnh nhân mà chúng ta xác định là có bệnh lý tim phổi hay không có bệnh lý tim phổi, từ đó thì chúng ta có cái thận trọng khi chúng ta chỉ định cái thuốc đích để điều trị tăng áp lực động mạch phổi. Chúng ta sử dụng cái mô hình đánh giá 3 tầng để đánh giá nguy cơ của bệnh nhân tăng áp phổi ở cái mức nguy cơ tử vong thấp, tức là dưới 5%, trung bình là từ 20% và cao là trên 20%. Đây là cái điểm mới trong cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2022, đánh giá nguy cơ bằng cái mô hình 3 tầng rút gọn, dựa vào siêu âm, dựa vào các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh và huyết động để chúng ta xác định là bệnh nhân thuộc nhóm nào. Nếu như bệnh nhân có nhóm nguy cơ, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ tử vong cao thì chúng ta sẽ phải điều trị phối hợp ngay từ đầu. Phối hợp ngay từ đầu với người bệnh. Mục tiêu điều trị không phải chỉ để duy trì cái trạng thái nguy cơ của người bệnh mà còn cải thiện cái tình trạng nguy cơ của người bệnh và cải thiện triệu chứng cho người bệnh. Cái đấy là quan trọng nhất. Giúp cái việc mà chúng ta cải thiện được tình trạng nguy cơ thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy ở đây là nếu như bệnh nhân thuộc cái nguy cơ gì ạ, tình trạng nguy cơ thấp thì cái tiên lượng sống còn là tốt nhất, đúng không ạ? Đây. Và trong quá trình điều trị, đấy là điều trị khởi đầu, còn trong quá trình theo dõi và quản lý bệnh nhân thì chúng ta cũng có cái công cụ để đánh giá nguy cơ với cái mô hình là 4 tầng. Để xác định bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp, trung bình cao hay cao, từ đó chúng ta có các cái gì ạ? Có các chỉ định cho từng loại thuốc đích điều trị tăng áp lực động mạch phổi một cách phù hợp. Nhóm 2 là nhóm mà chúng ta thấy là có liên quan đến bệnh tim trái thì câu trả lời rất là đơn giản, để điều trị thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta điều trị bệnh tim nguyên nhân. Cái đấy là quan trọng nhất. Cái đấy là cái vấn đề quan trọng nhất.
Và chúng ta đánh giá cái khả năng mắc bệnh tim ở những bệnh nhân có tăng áp phổi bằng các cái thông số cận lâm sàng khác nhau. Thông tim phải khi có chỉ định. Nhóm 3 là cái nhóm bệnh nhân có bệnh phổi. Nhóm bệnh nhân có bệnh phổi thì phức tạp hơn. Chúng ta phải xác định được là bệnh nhân có tăng áp phổi ở cái mức độ nặng hay là trung bình, để chúng ta quyết định là cái nhóm thuốc mà chúng ta có thể phối hợp với người bệnh. Còn cái điều trị chính của chúng ta, vẫn phải là điều trị cái bệnh phổi nền của người bệnh. Cái đấy là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nhóm 4 là cái nhóm mà tăng áp lực ngoài phổi do thuyên tắc huyết khối mạn tính, thì chúng ta thấy là khác với cái tình trạng cấp tính, cái tình trạng thuyên tắc mạn tính nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là vi huyết khối động mạch phổi, tái cấu trúc động mạch phổi. Và vì vậy nên là các cái phương pháp gọi là gì ạ? Lấy huyết khối hay là phẫu thuật là cái mà rất quan trọng để chúng ta có thể cải thiện được tiên lượng và tử vong cho người bệnh. Tuy nhiên nó phải được thực hiện ở các trung tâm mà có kinh nghiệm. Thế thì với những bệnh nhân mà có tăng áp lực mạch phổi mạn tính do huyết khối, khuyến cáo là điều trị chống đông kéo dài và thậm chí cả đời. Ngoài ra chúng ta sẽ làm thêm các cái xét nghiệm để tìm các cái nguyên nhân hoặc là các cái bệnh lý phối hợp làm tăng đông. Nếu như bệnh nhân có chỉ định thì can thiệp hoặc phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch phổi là cái chỉ định số 1, tức là chỉ định khuyến cáo ở cấp độ 1. Thế còn lại thì các cái thuốc, các cái nhóm thuốc điều trị hạ áp động mạch phổi có thể áp dụng một cách là chọn lọc cho từng cá thể, cân nhắc từng cá thể một cho người bệnh. Thì cái khuyến cáo các cái phác đồ và các cái hướng dẫn điều trị này cũng đã được nhắc đến ở trong khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch Việt Nam về hướng dẫn chẩn đoán điều trị và dự phòng tăng áp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở phần là thuyên tắc động mạch phổi mạn tính. Thì các quý anh chị có thể tham khảo thêm. Đây là một số các hình ảnh mà bệnh nhân được nong bóng động mạch phổi chỉ định loại 1 nhưng mà áp dụng khá là hạn chế ở các cái trung tâm. Dạ. Và đấy là phẫu thuật. Để kết luận lại thì chúng em xin có hai ý như sau. Tăng áp phổi không phải là một bệnh mà là một quần thể bệnh, chẩn đoán khó, tiên lượng thì nặng nề. Cần có bác sĩ điều trị, cần phải có kiến thức về các nhóm nguyên nhân, dấu hiệu, triệu chứng, phân tầng nguy cơ, từ đó chúng ta có thể chẩn đoán sớm và chính xác. Để điều trị và quản lý bệnh nhân tăng áp phổi, chúng ta phải xác định bệnh nhân thuộc nhóm nào và cá thể hóa điều trị, chỉ định và phối hợp các cái nhóm thuốc đích điều trị tăng áp phổi theo các cái khuyến cáo hiện hành. Xin trân trọng cảm ơn.